Mimi xin giới thiệu đến quý thính giả, cô Hằng Lê sẽ tiếp nối chương trình của Radio Tiếng Mõ Bắc Cali vào buổi sáng hôm nay. Hằng Lê là một chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm, rất nhiều kinh nghiệm của công ty Transamerica, phục vụ cộng đồng người Việt trong nhiều năm qua. Mimi xin chào Hằng Lê. Hằng Lê xin mến chào quý khán giả và em cũng xin chào chị Mimi. Trước tiên cho Hằng Lê kính chúc quý khán giả cũng như chị Mimi có được ngày mới, gặt hái được nhiều thành công trong công việc và luôn luôn tràn đầy những niềm vui, hạnh phúc và an lành. Như thường lệ, chương trình của Hằng Lê nhằm mục đích là chia sẻ đến cho quý vị về những chương trình bảo hiểm nhân thọ như là bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm không cần khám sức khỏe, những bảo hiểm dành cho người lớn tuổi mà không cần khám sức khỏe luôn nha quý vị nha. Và những cái chương trình như là 401k rollover, nếu như quý vị đã nghỉ hãng hay là chuyển hãng hay là đã retire mà muốn đem những cái 401k của mình ra ngoài những công ty an toàn hơn, những công ty safety hơn để mà có những cái lợi nhuận được an toàn, thì xin hãy liên lạc với Hằng Lê nhé, ở số phone là 408-609-7171, Hằng Lê 408-609-7171. Quý vị ơi, hôm nay thì Hằng sẽ chuyển đổi một tí xíu nha. Thường thường thì mọi người chúng ta thường hay nói về hoặc chúng ta chia sẻ về những lợi ích của bảo hiểm, nhưng mà rất ít ai mình đề cập đến một cái hậu quả của việc mà không có bảo hiểm thì sao nha quý vị nha. Không có bảo hiểm thì sao? Thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Phần lớn á, là như vị biết rằng là gia đình ở Mỹ thường thường mình mượn nhà bang mua nhà đúng không ạ? À? Rồi mình mượn nhà bang để mình sắm xe. Điều này có nghĩa là mình luôn luôn phải có những khoản nợ mình trả tiền lãi định kỳ, phải không? Vậy thì việc gì xảy ra nếu như mà mình bị ngã bệnh, đặc biệt là mình là người trụ cột trong gia đình, mình là người đem tiền về để mà take care trong gia đình, thì mình không có thể đi làm thì chắc chắn là mình sẽ mất thu nhập, phải không ạ? Rồi mình cũng không có tiền để mình chu cấp cho gia đình, rồi mình lại cũng không có đủ những chi phí để mình chữa bệnh. Bởi vì bảo hiểm về sức khỏe thì chắc chắn là quý vị biết là không có thể nào cover hết cho mình 100%, đúng không ạ? Và cái tồi tệ hơn á là mình không có khả năng mình chi trả những cái chi phí, gọi là hàng nói tồi tệ đây nha, là những việc mai táng nè, càng ngày thì càng đắt đỏ, đúng không ạ? À? Rồi điều thứ hai nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến cho con cái của mình. Tuy rằng là đại học không phải là một con đường duy nhất để mà đi đến thành công, nhưng đó cũng có thể là một con đường ngắn nhất để mà đi đến thành công, quý vị có đồng ý với hàng không ạ? À? Nhưng mà cái tiền học phí sinh hoạt thì sao? Tiền mua sách vở nè, tiền mua trang thiết bị nè để phục vụ cho những cái học tập của tuổi nhỏ hoặc là những cái nghiên cứu thì sao, thì nó rất là cao, thì chúng ta làm gì để mà có tiền? Rồi thì là mong ước cho con vào đại học có được thực hiện hay không nếu như mà tất cả chúng ta không có một cái nguồn tích lũy ổn định và an toàn. Đó, rồi điều thứ ba nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai cho chính mình, thưa quý vị. Khi mình về hưu, tuy rằng là mình đã có những cái trợ cấp của chính phủ, nhưng mà liệu với cái mức độ mà cái lạm phát của đồng tiền hiện nay, với cái tình hình là kinh tế biến động, rồi chưa kể là những cái bệnh dịch nè, những bệnh thiên tai nữa quý vị. Đó, rồi vấn đề nữa là phải làm cách nào để mà làm sao mà để mình sống được một cách độc lập, mình an nhàn mà để không phải phiền hà đến con cái. Đó là một vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ, quý vị. Đó là nên thiết lập cho mình một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ. Nếu quý vị đang lo lắng những cái vấn đề trên thì quý vị hãy an tâm là mình không có phải là một người duy nhất, và mình cũng không phải là một người đơn độc để mà đang có những cái vấn đề. Nhờ những cái sự trải nghiệm thực tế của gia đình nè, rồi bạn bè, của khách hàng, của những người đồng nghiệp, thì Hằng Lê hiểu và mong rằng là muốn được chia sẻ đến cho tất cả những quý vị những giải pháp tốt nhất chúng ta có thể tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hiện giờ ngành bảo hiểm nó hoàn toàn khác ngày xưa, có những cái chương trình benefit, những cái
long term care, những cái living benefit khi chúng ta rơi vào những bệnh tật nan y hiểm nghèo, hoặc là những bệnh bị stroke, bị heart attack, bị cancer, hay là chúng ta không có khả năng lao động nữa, thì chúng ta được quyền lấy từ trong cái bảo hiểm ra, chứ không đợi đến khi mà chúng ta qua đời như bảo hiểm ngày xưa nha quý vị nha. Nên quý vị hãy nhấn chút thời gian gọi cho Hằng Lê ở số phone là 408-609-7171. Hằng Lê 408-609-7171. Ngày hôm nay thì như thường lệ thì Hằng rất là luôn luôn chia sẻ đến là bảo hiểm có những cái long term care có thể trả ra cho mình 2% trong cái mệnh giá mà mình tham gia, chẳng hạn như là 200.000 thì chúng ta lại có được tới 4.000 cho mỗi một tháng, hoặc là chúng ta bị stroke mà bán thân bất toại, hoặc là chúng ta bị liệt nửa người không có thể tự thắt khe, thì chúng ta cũng có quyền chọn cái chương trình mình có thể lấy ra được up to 90%. Chẳng hạn như là 200.000 thì cũng sẽ được lấy up to là 180.000, và chúng ta có thể sử dụng số tiền đó bất cứ vào những cái việc gì mình muốn nha quý vị nha. Chẳng hạn như là có thể mướn thêm người về thách khe cho mình, ngoài những cái tiền như là của chính phủ tài trợ, những giờ giấc, những hour mà chính phủ cho, thì chúng ta cũng có thể có được cái chương trình này. Người nhà mình có thể mướn thêm người về thách khe cho mình, hoặc là người nhà cũng không có còn phải lo lắng là ồ đi làm thì ai nhà lo cho người bệnh, rồi nếu mà ở nhà thì sao, ở nhà thì trời ơi không có đi làm là coi như là không có tiền để mà trả chi phí sinh hoạt hàng ngày, phải không quý vị? Và số phone của Hằng Lê là 408-609-7171. Chương trình cũng đã hết giờ rồi. Trước khi chia tay thì Hằng Lê cũng không quên là cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ cho Hằng Lê trong nhiều năm qua. Và cũng xin khán giả là thương Hằng nhiều hơn, ủng hộ cho chương trình của Hằng Lê nhiều hơn, để mà chương trình của Hằng Lê vẫn được phát sóng hàng tuần, để mà có thể đem đến cho quý khán giả về những cái chương trình về bảo hiểm nha quý vị nha. Và em cũng xin cảm ơn chị Mimi rất là nhiều. Một lần nữa số phone của Hằng Lê là 408-609-7171. Hằng Lê 408-609-7171. Cảm ơn Hằng Lê trong buổi talk show ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu mà quý vị cần tư vấn thêm, quý vị có thể gọi cho Hằng Lê 408-609-7171, 408-609-7171.